Chiêng dồn lên, trống dồn lên, quê hương Lạng Sơn hôm nay mở hội. Chiêng dồn lên, trống dồn lên, khắp bản làng vui tiếng ca. Trong tiếng hát tiếng rang trầm tình, trong giang mùa xuân đông đất nước. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Lệ Thơ lại có mặt tại một cái điểm rất là cao so với xã Vân Sơn nha mọi người nhé. Và hôm nay Lệ Thơ về đây là để ghi lại cái khoảnh khắc khánh thành nhà văn hóa xóm Ráy, xã Vân Sơn, cũng đồng thời là ngày hội văn hóa của khu dân cư xóm Ráy, xã Vân Sơn. Và hôm nay Lệ Thơ sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc đặc biệt nhất, tức là ngày hội văn hóa mà ở đây thì chính là cái người dân ở đây sẽ về đây để chế biến những cái món ăn ẩm thực để mang đến cho cái ngày hội văn hóa tại cái xóm Ráy, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình này luôn nha các bạn nhé. Chính là cái người dân ở đây nơi này là sẽ tự chế biến các cái món ăn ẩm thực để gửi đến cái ngày hội văn hóa của dân tộc của xóm Ráy, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và Lệ Thơ sẽ ghi nhanh những cái khoảnh khắc mà các anh, các chị, các cô dì, chú bác về đây để làm cái đồ ăn trong cái buổi ngày hội này nhá. Vâng, chào các anh nhá. Hôm nay thì cũng cho Lệ Thơ được biết là cái món ăn ẩm thực của xóm Ráy là hôm nay là cái món gì các anh? Thịt bò nấu lá lộm. À, thịt bò nấu lá lộm ạ. Vâng. Vâng. Cái thịt bò của mình chính là cái bò ở trên đồi này, bò đồng cỏ này không các anh? À, vâng. Con bò này to không các anh? À, thế là cũng to đấy, có nghĩa là ngày hội văn hóa hôm nay là thịt những thịt trâu này, thịt những cái gì nữa các anh? Các anh có thể chia sẻ không? À. Đây nha các bạn nha, đây là cái món ăn mà thường người dân ở đây, cái vùng người Mường của Hòa Bình thì thường thường hay cứ mỗi dịp là làm lễ hội hay là đám cưới thì là mổ trâu bò. Và cái trâu bò này là trâu bò tự nuôi, trâu bò thả ở trên trên đồi luôn nha các bạn nhé. Thịt ngon vàng ươm luôn nha các bạn nhé. Và hôm nay cũng là cái ngày hội văn hóa của xóm Ráy, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Là nơi đây cũng thịt một con bò nhỉ anh nhỉ? Con bò là 2 con lợn đấy. Rồi rồi. 80 mâm mà anh, hôm nay. Vâng. Lấy chặt bảo là 80 mâm đấy. Vâng. Khỏe không? Ồ, nó bưng đấy, nó bưng cái đấy. À rồi. Ngân tiếng chiêng, ngân tiếng còng, hòa
trong nắng mùa xuân đang về, câu hát đi thương đang gọi nhau về vui hồi quen thương ơi bạn ơi. Nắng mùa xuân trên rừng vui hơn, hãy cùng chơi thân tình lứa đôi. Quê hương ta mơ hội hôm nay cũng thường rang hoa trong tiếng cồng diệu cần vui say đắm tình ai ơi bạn ơi. Trái còn bay vờn trong gió, anh hát cùng em bao lời thương. Mai về xa nhớ hội mường em, nhớ Lạc Sơn tình quê thắm nồng. Cùng em ngân vòng vàng vành núi, vòng vàng vành núi, vòng vành cầm vành vòng vành cầm. Nhớ tiếng cồng, nhớ tiếng cồng em ngân xa. Ngân tiếng chiêng, ngân tiếng cồng, hòa trong nắng mùa xuân đang về. Câu hát đi thương rằng gọi nhau về vui hồi quên thương ơi bạn ơi. Nắng mùa xuân trên rừng vui hôn, hãy cùng chơi thân tình nửa đôi. Quê hương ta mơ hội hôm nay cũng thường vang hoa trong tiếng thông diệu cần vui say đắm tình ai ơi bạn ơi. Trái còn bay vờn trong gió, anh hát cùng em bao lời thương. Mai về xa nhớ hội mường em, nhớ Lạc Sơn tình quê thắm nồng. Cùng em ngân vọng vàng vách núi, vòng vành cầm vành vòng vành cầm. Nhớ tiếng cồng, nhớ tiếng cồng em ngân xa. Và khách thành nhà văn hóa Xóm Ráy xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là tiết mục sắc bùa phát lát do hội người cao tuổi Xóm Ráy biểu diễn. Oh,
về vui hội hôm nay, sang quê em đã đổi thay từ ngày, không còn mái lá bát tre, đây là trường trẻ ngày ngày lớn lên, xây trường kiên cố vững bền, với nhà văn hóa kề bên sân trường, đường xưa dốc đá treo leo, nay bê tông hóa đói nghèo người xa, thông tin nhanh đến mọi nhà. Kiến thức trẻ già để hay sẵn vô danh tựa mây bay dưới đầu trắng trắng cò bay mỗi chiều vui sao quên bên yêu ơi gửi lên ký ức một thời ấu thơ thật rồi không phải trong mơ được như thế đó là